chào các khán giả đang theo dõi chương trình Xu hướng và Phong cách. Và ngày hôm nay là số phát sóng đầu tiên của chương trình trong năm mới. Và chắc chắn là Tường Vi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hấp dẫn nhất và mới nhất trong thế giới thời trang và làm đẹp. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Thưa quý vị, cùng với Milan, Paris, New York thì London là một trong bốn kinh đô thời trang bậc nhất thế giới. Đây được xem là nơi hội tụ những thiết kế sáng tạo, trẻ trung và hiện đại. Và hầu như thì các bộ sưu tập đều mang tính ứng dụng cao và trở thành xu hướng hot sau khi ra mắt. Và trong tuần lễ thời trang London xuân hè 2018, với sự góp mặt của những thương hiệu đình đám như là Burberry, Christopher Kane hay là Tommy Hilfiger, thì các chuyên gia đã đưa ra những xu hướng nổi bật nhất có thể tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trong giới trẻ năm nay. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem đó là những xu hướng gì nhé. Không còn xa lạ với các tín đồ thời trang, xu hướng trang phục mang những xếp nhún duyên dáng đã xuất hiện từ nhiều thập niên trước. Qua thời gian, những chi tiết xếp nhún cũng được cách điệu và ngày càng trở nên mềm mại, tinh tế hơn. Trên các sàn diễn xuân hè 2012, xu hướng thời trang ruff trở lại mang một diện mạo mới, cổ điển và duyên dáng, kết hợp hài hòa với những gam màu pastel ngọt ngào. Những chi tiết xếp nhún thực sự tạo nên một cơn sốt. Áo, quần tây, chân váy, đầm, đồ bơi, túi, thậm chí cả giày, tất cả đều không thể cưỡng lại được sức hút từ những nếp nhún đáng yêu này. Những họa tiết hoa lá được dự đoán sẽ là một trong những cảm hứng sáng tạo chính của các nhà thiết kế trong mùa xuân hè sắp tới. Tính nữ sẽ tiếp tục được tôn vinh không chỉ bằng những nét vẽ và gam màu pastel dịu dàng, mà còn ở form dáng tôn trọn nét trang nhã của người phụ nữ. Theo đó, các chuyên gia cho rằng những mẫu đầm maxi xòe được làm từ chất liệu nhẹ và xốp sẽ được các nhà mốt liên tục đưa lên sàn diễn trong thời gian sắp tới. Chất liệu ánh bạc mang hơi thở hiện đại từ tương lai trở thành cơn sốt trong mùa xuân hè 2018, khi các nhà mốt lần lượt biến hóa hàng loạt những mẫu thiết kế từ loại chất liệu đặc trưng này. Ánh màu lấp lánh thường khiến ta liên tưởng đến những buổi dạ tiệc cuối năm và là biểu tượng cho sàn nhảy disco. Trước đây, xu hướng ánh kim, metallic thường được thể hiện qua những món phụ kiện như giày, túi xách dành cho phái đẹp. Nay thì nó đi thẳng vào các bộ trang phục nhằm giúp người mặc nổi bật hơn theo phong cách mới. Không chỉ lung linh trong những bữa tiệc tối, chất liệu lấp lánh này vào ban ngày cũng vẫn nổi bật và không kém phần thanh lịch. Xu hướng tour đã khuynh đảo làng mốt trong vài mùa gần đây. Các nhà mốt lớn đều đưa chi tiết tour mềm mại vào thiết kế của mình, từ trang phục tới phụ kiện, trang sức, tạo nên một trong những hot trend mạnh mẽ và đáng chú ý nhất. Tưởng chừng tour sẽ hạ nhiệt trong mùa xuân hè tới, nhưng mới đây, các nhà mốt đã lựa chọn xu hướng này làm điểm nhấn chủ đạo cho bộ sưu tập Spring 2018. Quý vị thân mến, những xu hướng thời trang tưởng chừng như đã cũ, nhưng rõ ràng thời trang là sự xoay vòng và sự trở lại của tất cả các xu hướng đều mang một hình dáng mới, một tinh thần mới, đúng không nào? Và hy vọng những từ khóa xu hướng mà Tường Vi vừa giới thiệu vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có những gợi ý thật là hữu ích trong bộ sưu tập quần áo của mình nhé. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi bộ sưu tập đặc biệt được giới thiệu bởi nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Tròn 10 năm anh xây dựng thương hiệu chính mình tại Việt Nam. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để anh trở thành một trong những trụ cột có sức ảnh hưởng lớn đến làng thời trang Việt. Và bộ sưu tập ngay sau đây nằm trong show diễn mới nhất mà anh vừa ra mắt với Màu Điệu. Xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng. You must feel like facing the ruin. I mess it up as always. I'm afraid of losing. I'm afraid of losing. I made you thinking I was so wrong. I made you feeling the worst. And I don't know how to get along with my 7 weekend. When I'm weak in. So let's go bake you out the cold on the blinking afternoon. I see your heart is beating too.
fucking maze. I can't see through the haze without you. So lost in the tunnel of stars, I see nothing but darkness without you. I'm lost in a delicate maze. I can't see through the haze without you. And I think of you, caught up in circles. Confusion is nothing new. A flashback, a long night I almost left behind. A suitcase of memories, and time after sometimes. Picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you say. And you say, go slow, I fall behind. The second hand on mine, if you're lost, and you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time, time after turn to gray, watching through windows. You're wondering if I'm okay. Secret stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and do it. Time after time, if you fall, I'll catch you. I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I'll catch you.
Collaboration đã được trải đều trong năm 2017 với rất nhiều những sự tác hợp giữa những gương mặt đình đám. Và bức tranh hợp tác trong năm 2017 đã được vẽ nên với rất nhiều những mảng màu khác nhau, trong đó có cả những hân hoan lẫn chìm lắng. Và tuy vậy thì có rất là nhiều những thương vụ bất ngờ đã tạo được những thành công, tạo nên những xu hướng, những trào lưu và những sản phẩm hit. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những cái bắt tay đáng chú ý nhất trong thế giới làm mốt của năm vừa qua nhé. Chiếc áo phao kẻ ô xanh đỏ vừa mang đường nét kinh điển vừa mang sức trẻ là sản phẩm bán chạy nhất trong cuộc hợp tác của Anderson với Uniqlo. Cách thiết kế của bộ sưu tập hợp tác này được người yêu thời trang khắp New York, London, Milan và Paris chọn mặc. Jonathan William Anderson là nhà thiết kế người Anh nổi bật trong những năm qua, hợp tác với thương hiệu thời trang Nhật Bản nổi tiếng Uniqlo. Anderson mang đến những cảm hứng Anh Quốc đậm nét. Anh đã nói về phong cách của những người ngư dân London trên vùng biển Anh là dấu ấn đặc biệt cho lần kết hợp này. Uniqlo từng hợp tác với nhiều tên tuổi nổi tiếng khác để ra mắt các thiết kế thời trang ứng dụng với hơi thở mới. Cùng Jonathan William Anderson, thương hiệu Nhật đã thực sự khiến người yêu thời trang phải nhắc đến nhiều trong năm qua. Sự hợp tác hàng năm của H&M đã trở nên cuốn hút và ngày càng được chờ đón hơn. Và thương hiệu hợp tác năm nay đã đủ sức nặng để tạo nên làn gió thời trang tuyệt vời, đó là Adam. Bộ sưu tập Adam và H&M mang tới những y phục đa dạng cho cả nam và nữ. Từ áo khoác, áo len, áo dạ cho đến đầm hoa cổ điển, bộ pyjama thú vị. Những chi tiết hoa xuất hiện trên cả giày, túi và những đôi tất. Vẻ đẹp cổ điển với nét nữ tính thơ mộng của Adam đã thực sự hòa quyện với tính ứng dụng linh hoạt của H&M, tạo nên bộ sưu tập thúc giục những ham muốn mua sắm trước mùa đông 2017. Nữ ca sĩ Rihanna hợp tác với thương hiệu giày nổi tiếng Manolo Blahnik để cho ra những thiết kế mùa hè đầy hoang dã. Đây là những đôi giày, boot, sandal mang nhiều nét cá tính của nữ danh ca người Barbados. Bộ sưu tập giày mang tên Showstones là một sự tưởng tượng đầy phóng khoáng cùng với chất liệu tạo thành khá đa dạng. Những viên đá lấp lánh của Swarovski
cũng được sử dụng trong các thiết kế này. Đây là lần thứ ba Rihanna hợp tác với nhà thiết kế Manolo Blahnik. Trong chuyên mục gợi ý phong cách tuần này thì Tường Vi sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những sự lựa chọn về thời trang chỉ bằng việc kết hợp những mảng màu phụ kiện khác nhau. Là chúng ta đã có cho mình một mũ cánh rất là thời thượng và cũng không kém phần thanh lịch rồi. Hãy cùng Tường Vi theo dõi nha. Tường Vi sẽ mang đến cho quý vị những gợi ý hướng dẫn làm các vật dụng trang trí vô cùng đơn giản. Chúng ta có thể tự tay làm tại nhà, thể hiện sự khéo tay và cũng như sự sáng tạo của chính mình. Ngay bây giờ hãy cùng Tường Vi dõi theo nhé.
Và Tường Vi hy vọng với những gợi ý vừa rồi thì quý vị có thể tự tay làm những vật dụng trang trí cho bàn làm việc của mình và cũng như là trong căn phòng của mình nhé. Sau đây là những tin tức sự kiện nổi bật. Không chỉ thu hút bởi các bộ trang phục tinh tế, show diễn ngày 30 tháng 12 vừa qua của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cương còn gây ấn tượng đặc biệt bởi các kiểu tóc của các người mẫu. Để chuẩn bị show diễn The Must Do, Morocanoi với tư cách là nhà tài trợ tóc và chuyên gia Peter Beckett, đại sứ toàn cầu của thương hiệu, đã thiết kế riêng kiểu tóc búi với những lọn uốn mềm mại cho show diễn thời trang đẳng cấp quốc tế này. Kiểu tóc mang hơi thở classic của thập niên 1940, nữ tính và tinh tế, với độ bóng mượt sang trọng, được nhấn mạnh đặc biệt bởi những bông hồng đỏ với cuộn tóc ở phía trước, nhưng hiện đại hơn với phần mái bên phải có cuốn sóng mềm mại theo khuôn mặt. Phía đằng sau là búi tóc cuộn kiểu Pháp theo hướng lên trên để tổng thể lộ rõ phần khuôn mặt của người mẫu. Là hãng nổi tiếng với sản phẩm dầu dưỡng tóc Morocanoi trứ danh, thương hiệu này không chỉ chăm chút cho người mẫu tóc trên sàn diễn runway. Morocanoi vẫn rất chú trọng với các kiểu tóc ứng dụng thực tế của xu hướng 2018 và các sản phẩm về tóc thiết yếu dùng trong đời thường. Với cá nhân tôi, sóng xoăn sẽ là xu hướng tóc lên ngôi trong mùa lễ hội năm nay với những chuyển động lớn. Như chúng ta đều biết, xu hướng tóc năm nay hướng đến những mái tóc gợn xoăn tự nhiên, với nhiều lớp tóc đan xen và ít tốn thời gian tạo kiểu, tạo cảm giác thoải mái nhẹ nhàng trong kỳ nghỉ lễ. Sắp tới đây, Morocanoi sẽ ra mắt bộ sưu tập sóng xoăn tại Việt Nam với hai sản phẩm mới là xịt tái tạo sóng xoăn và dầu xả làm sạch sóng xoăn. Với xịt tái tạo sóng xoăn là sản phẩm dạng xịt tuyệt vời giúp tái tạo, làm mới mái tóc xoăn với thời tiết có độ ẩm cao như Việt Nam. Đặc biệt với những sóng xoăn vào cuối ngày hoặc ngày thứ hai, giúp nuôi dưỡng làm mới và định hình sóng xoăn. Và đây là một sản phẩm dễ dàng sử dụng, chỉ cần xịt trực tiếp lên tóc từ giữa thân đến ngọn và bóp nhẹ, dùng chính nhiệt độ từ bàn tay để thúc đẩy làm mới sóng xoăn. Quý vị thân mến, và hy vọng với những thông tin vừa rồi đến từ chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hiểu rõ hơn và tiếp cận gần hơn với thế giới thời trang và làm đẹp vô cùng màu sắc. Và chương trình xu hướng và phong cách xin được khép lại tại đây. Mọi thư từ đóng góp ý kiến thì quý vị có thể gửi về ban chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hoặc hộp thư xu hướng và phong cách a@hoahongvang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.